Hey! Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn cái cách làm sao để mà chúng ta có thể là sửa được cái lỗi mà code nó không hiển thị gợi ý trong Visual Studio nha. Nào! Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu! Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào Edit này. Chúng ta chọn uh, Preference. Sau đó chúng ta chọn cái chỗ External Script Editor. Chúng ta chọn là Visual Studio nha. Sau khi mà chọn được Visual Studio rồi chúng ta sẽ xem cái chỗ... Player Projects, chúng ta sẽ nhấn là uh, generate project file, chúng ta nhấn vào đây. Thì là sau khi mà chúng ta nhấn và chúng ta tắt hết các thứ đi. Chúng ta tắt cả Unity đi thì là chúng ta mở lại thì là code nó sẽ gợi ý ra nhá. Ok, nếu mà bạn thấy video này hay, thấy nó hữu ích cho bạn thì đừng ngại like hay là chia sẻ để ủng hộ cho team YouTube nha